Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay trong chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị cô Phương Hiếu sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài Bốn hạng người nghe đạo tin lành qua sự phân tích lời ẩn dụ của Chúa Giêsu được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 3 đến câu 9 như sau. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải ngạt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc hột 30. Ai có tài hãy nghe. Chúng tôi xin kính mời cô Phương Hiếu. Kính chào anh Thành, kính thưa quý khán thính giả. Ẩn dụ là lời cảnh cáo cho người nghe giảng tin lành. Có nhiều cách tiếp nhận lời Chúa, kết quả ra sao là tùy theo tấm lòng của người nhận. Ở trong ẩn dụ này, chúng ta thấy bốn tình huống tượng trưng cho bốn hạng người nghe tin lành. Hạt giống rơi vào đất, đã chai, cứng vì bị nhiều bàn chân dẫm lên. Tấm lòng của người bị đóng kín vì thành kiến, ngoan cố, tự tôn, tự đại. Những thứ đó tạo thành một hàng rào ngăn cản. Đó là những người mù vì cố tình không muốn nhìn xem chân lý. Họ khó khăn để nghe và dĩ nhiên khó khăn để chấp nhận. Với người này, lời Chúa bay đi, họ mất ơn cứu rỗi, mang đến biếu không cho họ. Số phận của những người này đã an bài. Hạt giống rơi vào chỗ ít đất thịt, nên gặt nắng gắt thì héo và khô chết. Có những người đến hội thánh vì thích vui, đông người, được đề cao, được phong cấp chức vụ. Và cũng có những người đến hội thánh vì hội thánh cung cấp thức ăn ngon. Có người đến hội thánh vì nghĩ Chúa cần sự có mặt của họ thay vì họ cần thờ phượng Chúa. Đến một lúc, những thứ đó không còn nữa, họ bắt đầu tìm kiếm nơi khác. Hoặc đến một lúc nào đó sở thích thay đổi, họ lại đeo đuổi với một nhiệt thành mới. Hoặc một lúc nào đó gặp khó khăn, họ bỏ cuộc dễ dàng. Lòng nhiệt thành bộc phát đột ngột thường trở thành một ngọn lửa rơm, chóng tàn. Lời Chúa gặp những người vô tâm, hời hợt, dễ bị lôi cuốn bởi những hào quang của trần tục. Họ không phải là những người xấu, họ là những người nông cạn. Người nông cạn là người chỉ có hai chọn lựa trong cuộc đời, vui và không vui, thích hay không thích. Họ chọn cái vui và làm điều họ thích. Hạt giống rơi vào bụi gai, bị ngạt ngồi, không lớn được. Ông William Barclay viết, người ta trở nên quá bận rộn đến nỗi không có thời giờ để học lời Chúa. Họ có thể xông xáo tham gia vào các ủy ban, những tổ chức chính trị, những công tác ái hữu, tổ chức từ thiện đến nỗi không còn thời gian dành cho đấng khởi nguồn của tình yêu thương và phục vụ. Công việc làm ăn bám chặt đến độ quá mệt mỏi, không còn suy nghĩ đến chuyện nào khác. Người đó không cố tình bỏ qua sự cầu nguyện, sự nhóm họp hay đọc kinh thánh. Có thể họ có suy nghĩ đến điều đó, họ mong ước có thời giờ để làm những việc đó. Họ định sắp xếp thời giờ dành cho công việc đó, nhưng rồi thế này, thế khác. Đời sống sôi động không bao giờ buông tha họ. Họ vô tình đẩy Chúa ra khỏi vị trí ưu tiên trong cuộc sống của mình. Họ là những người tốt, nhưng họ quên một nguyên tắc là phần thưởng chỉ phát cho người có mặt. Hạt giống gặp đất tốt, người có tâm trí mở rộng đón nhận lời Chúa. Không quá tự cao, không quá tự phụ, không quá bận rộn. Lúc nào cũng sẵn sàng đón nghe lời Chúa. Đây là một điều khó hiểu với một số người. Làm sao trong xã hội này có những người thành công mà không tự phụ? Có những người thông minh, học rộng, nhưng luôn luôn khiêm nhường phục vụ người khác. Làm sao có những người bỏ những lạc thú, hạn chế những đòi hỏi, từ chối những hấp dẫn vật chất để trở thành những cơ đốc nhân phục vụ?
Họ là những mầu nhiệm của đạo Cơ Đốc. Họ là những mảnh đất tốt. Họ cũng sống trong một thế giới như bao người khác. Họ cũng có cùng một số bạn bè. Họ cũng cùng đi làm một chỗ với bao nhiêu người khác. Nhưng họ khác so với bao nhiêu người xung quanh. Đó là bốn loại đất, bốn hạng người nghe phúc âm. Trong ẩn dụ này, tôi có ba điều muốn nói thêm. Thứ nhất, chúng ta là người tin nhận Chúa là đất tốt, nhưng cần phải lưu ý một mảnh đất tốt không tự nó sẽ trở tốt mãi mãi. Nó cần phải thêm phân, cần tưới nước, cần xới để được tốt luôn luôn. Và điều quan trọng nhất là đất tốt phải giúp hạt nảy mầm, sanh ra cây, sanh ra bông hoa và sanh ra trái. Đất tốt phải là một miếng đất hữu dụng. Điều thứ hai, trong công tác cho Chúa, xin đừng bỏ cuộc với bất cứ ai. Đây là điều tôi thường vấp phải. Có một số người tôi có cảm giác như Chúa đã không muốn biên tên họ vào sách sự sống. Vì càng nói về lễ đạo, người đó càng gian xa và tôi muốn bỏ cuộc trong việc chứng đạo với họ. Sự kiện là tôi không biết và quý vị cũng không biết hột giống đó có nảy mầm hay không. Do đó chúng ta đừng chọn lựa nên gieo hạt giống đó vào chỗ này hay chỗ kia. Cũng đừng tiên đoán đất này sẽ tốt hay miếng đất kia sẽ vô dụng. Vâng, hãy làm công việc gieo giống, tiếp tục con đường gieo giống, dù có bị nhỏ lệ, dù có bị bầm dập, khó khăn. Cũng đừng tiên đoán kết quả vì không biết kết quả sẽ ra sao. Đó là công việc của Chúa. Điều thứ ba, trong công tác cho Chúa, xin đừng nghĩ rằng sự thành công trong công tác chứng đạo là tùy thuộc vào chúng ta. Không có những người nông dân nào khi gieo một hạt giống rồi reo lên rằng mùa gặt sẽ trúng. Nó sẽ đến khi đúng thời, đúng mùa với mưa nắng. Chúa dạy chúng ta phải khiêm nhường, nhưng chúng ta cũng không cần van vái, nài xin. Chúng ta không cần lo lót, hối lộ, cũng không cần khom lưng hạ mình gần miếng đất và dĩ nhiên cũng không hăm dọa ai. Nếu đó là hạt giống của Chúa, nó sẽ nảy mầm và trổ hoa trong tương lai. Nếu nó là hạt giống, nó sẽ lớn lên. Có một câu chuyện về ông già Thomas. Ông H.L. Gee có thuật lại một câu chuyện sau đây. Trong một hội thánh mà ông đang thờ phượng, có một cụ già tên Thomas, không có con cháu nào cả. Ông Thomas sống lâu hơn các bạn bè nên ông trở nên cô độc. Khi cụ qua đời, ông Ghi nghĩ rằng sẽ không có ai đưa đám cụ, nên ông Ghi quyết định đi đến tiễn đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm đó trời mưa và quả thật không ai đưa cụ. Khi quan tài đến nghĩa trang, có thêm một người quân nhân đứng chờ. Đó là một sĩ quan, nhưng trên áo mưa không có thấy quân hàm. Quân nhân đó kính cẩn đến bên huyệt. Sau khi quan tài được hạ xuống, ông đến chào hết sức nghiêm trang. Rồi ông Ghi và quân nhân đó ra đi. Khi đang đi, gió bật thổi lên chiếc áo mưa của quân nhân và ông Ghi mới biết là một trung tướng. Vị sĩ quan tâm sự như sau: ông Thomas là người dạy kinh thánh cho tôi trong trường chủ nhật. Tôi là một thằng bé ngỗ nghịch trong lớp của cụ. Cụ không hề biết, nhưng tôi mang ơn cụ vì cụ đã dùng lời Chúa mà biến đổi cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi đến để nghiêng mình tiễn đưa cụ lần cuối. Thưa quý vị, không một người truyền đạo hay một giáo viên trường chủ nhật nào biết được kết quả mình làm. Và Cơ Đốc nhân của Chúa sẽ gieo mà không chút nản lòng. Phần còn lại hãy để cho Chúa. Nếu quý vị chưa phải là một tín đồ của Chúa, Chúa liệt kê bạn vào thành phần nào và bạn biết số phận của bạn ra sao rồi. Vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin phép được chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Xin kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân tháng ngày.
xin Ngài khấn vào. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật 28 tháng 4 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về vatvnews@gmail.com. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.